Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, Công Phượng sắp rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để về lại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Sau khi hoàn tất nửa năm hợp đồng cho mượn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để về đồng hành cùng với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở V-League 2020. Tháng 1 vừa qua, sau khi trở về từ câu lạc bộ cổ bỉ, Công Phượng đã hoạt động tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Theo dự kiến ban đầu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mượn Công Phượng đến hết mùa bóng năm 2020. Tuy nhiên, Bầu Đức đã không dự tính như thế. Chuyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ câu lạc bộ cổ bỉ về phía Hoàng Gia Lai, Bầu Đức hoàn toàn không thể can thiệp. Tuy nhiên, theo thông tin được biết thì Bầu Đức cũng sẽ không đồng ý khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn chàng cầu thủ này đến hết mùa bóng năm 2020. Lý do được đưa ra là vì Bầu Đức có mong muốn các cầu thủ của Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal GMC sẽ đồng hành với nhau trong mùa giải V-League 2020 sắp tới, dựa trên thời gian hợp đồng của Công Phượng đã ký với câu lạc bộ của Bỉ. Dự kiến vào tháng 5 năm nay, anh chàng sẽ sớm quay về câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sau khi hoàn tất nửa năm hợp đồng cho mượn. Được biết, trong bản hợp đồng mà Công Phượng ký với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một điều khoản đặc biệt, cụ thể chàng tiền đạo người Nghệ An sẽ không được vào sân thi đấu khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Theo lịch dự kiến của V-League 2020, hai câu lạc bộ đình đám này sẽ so tài với nhau tại vòng 13 diễn ra vào ngày 17 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, nếu dự tính của Bầu Đức không có gì thay đổi thì Công Phượng sẽ quay về Hoàng Gia Lai trước khi V-League 2020 diễn ra, và khả năng cao anh chàng sẽ ra sân thi đấu vào trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chàng tiền đạo trở lại Hoàng Gia Lai cũng có thể là lúc sân trường bình phục chấn thương. Như vậy, V-League lần này sẽ hội tụ đầy đủ những tài năng lớn của Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal GMC. Hiện tại, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và tập luyện cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Đặc biệt, Bầu Đức sẽ sát cánh cùng câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong mùa bóng năm nay. Vâng, thưa các bạn, Công Phượng trở về Thành phố Hồ Chí Minh sau những lận đận ở Bỉ. Cuối tháng 12 năm ngoái, Công Phượng rời câu lạc bộ của Bỉ để về thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thông tin được xác nhận, người hâm mộ tỏ ra rất vui mừng cho chàng tiền đạo trẻ. Bởi lẽ người hâm mộ đã từng nhiều lần bức xúc khi tài năng của Công Phượng bị đội bóng của Bỉ lãng phí. Đội bóng này thường xuyên gạch tên anh ra khỏi danh sách thi đấu hoặc chỉ để anh được ra sân vài phút ngắn ngủi. Khi chàng tiền đạo xứ Nghệ quyết định chia tay câu lạc bộ ở Bỉ để về Việt Nam, nhiều người hâm mộ đã bỏ theo dõi fanpage của câu lạc bộ ở Bỉ để bày tỏ sự vui mừng.